Mấy người còn ở Hồng Kông à, giải quyết xong thì đi mau đi, khôn ngoan chút. Ờ, ông vẫn chưa đi hả? Phải, tôi chưa đi. Mấy thứ này lợi hại lắm đó. Tất cả đều là của cậu à? Là hàng xịn đó. Nè, thẻ hiển thị siêu cấp, thẻ phối âm, tốt nhất là dùng để cắt ráp vi tính, thao tác rất dễ dàng như là cắt gửi nè, hình ảnh nè, cắt góc nè, hiệu quả số liệu nè, kỹ thuật, kỹ xảo và thay đổi hình ảnh đều có thể làm được hết trơn á. Lưu Dĩ Tử, chắc chắn là anh làm. À, anh hãm hại Monition. Anh hãm hại Monition phải không? Thưa Thanh à, dưới đó còn cái gì nữa kia? Bản đồ thiết kế hội trường. Trí não của Lưu Dị Tổ chỉ có 7 tuổi, nhưng đồng thời cô ấy có một khả năng rất là đặc biệt. Có thể giải thích như vậy: là khi năng lượng nhận thức tổng thể của cô ấy bị tổn hại, sẽ sản sinh một thiên phú rất đặc biệt. Trí năng kém, thiên phú cao. Chúng tôi gọi điều này là nhân tài trí não. Giống như là Lưu Dị Tổ thường ngày thích chơi máy điện tử. Vậy có nghĩa là cậu ấy đối với máy điện tử hay là máy móc rất là nhạy cảm. Những nhân tài trí não này, họ đối với sự suy đoán ngày tháng, tính nhanh nè, đối với nghệ thuật, thị giác hay là âm nhạc đều rất là nhạy cảm. Tất cả họ đều có một đặc điểm giống như nhau, là trí nhớ của họ vượt trội người bình thường. Lần này cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng nói vậy. Phải hôm nay ở lại thêm một lát mới về không? Phải rồi, anh phải giúp lấy lời khai cho Lưu Diệu Tổ. Xin dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón Monition của chúng ta đã được thả ra. Chúc giải cho mọi người. Thưa Thanh à, có phải là chủ tổ để lại series room không? Có thể coi không vậy? Đã làm xong từ lâu rồi. Nè, chính là hình ảnh này. Vụ án này đã xong xuôi rồi, đã đủ bằng chứng khởi tố cậu ấy. Nè, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Quang và Thơ Thanh cùng trở về vị trí cũ. Quang Hô, mọi người bắt họ đãi ăn cơm đi. Rồi, không thành vấn đề. Thường ngày kêu cậu làm việc lại một chút mà, cậu nhìn coi có rất nhiều việc còn chưa làm. Không phải, theo anh làm việc bấy lâu, biết rõ sau khi vụ án kết thúc, anh đều đọc lại mấy lần. Tôi có chuẩn bị rồi, tất cả đều là của anh. Có tiến bộ. Nhờ của anh thôi. Không ngờ ha. Xin lỗi nha, Monition. Ủa, làm gì? Đau lắm hả? Cố gắng làm việc đi. Yes sir. Thưa Thanh, có phải cô gọi thức ăn không? Phải rồi. Canh cá lóc đó. Cảm ơn. Rồi, canh cá đó bổ lắm, mua cho ai ăn vậy? Tôi gọi điện thoại cho chị Minh. Anh đó, tay anh chưa khỏi thì uống hết đi. Tôi. Đúng vậy, làm gì vậy? Còn chơi này chơi nọ nữa hả? Không uống thì tôi lấy tiền đó. Trời ơi, tôi ăn luôn cái chén luôn con đường nữa đó, phải không? Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ để lại làm kỷ niệm sao? Thực ra cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy, có phải tôi nên đãi cô ăn một bữa cơm không? Dĩ nhiên rồi. Vậy chừng nào mình đi? Hôm nay đi. Tối nay được không? Được đó. Đi đâu ăn đi? Thiên Quang. Ủa má? Không sao thì tốt quá. Con không sao. Mau về nhà đi. Dạ. Nè con, tức là gì vậy? Con kìa, ốm quá, phải ăn thật nhiều vào. Sao à? Hôm nào mọi người rảnh á, mẹ con tôi cũng phải mời cháu Thơ Thanh về Hạt Man ăn bữa cơm, coi như là đền ơn mọi người. Vậy được, cảm ơn. Bác hẹn mọi người xong gọi điện thoại cho cháu nha. Dạ. Quyết định như vậy. Đi thôi. Đi. Má, xin lỗi nha. Mẹ con sao lại nói những câu này? Con xảy ra chuyện mà má không giúp được gì cho con hết. Thực ra con hơi giận má. Con giận má là má cứ hay nói má không giúp được cái gì. Con ở trong đó ngày nào cũng lo lắng, má suy nghĩ lung tung, lo lắng má không thể tự lo cho mình. Lại sợ má lo cho con chịu đựng không nổi. Má à, con đã trưởng thành rồi, má không tin cũng phải tin bản thân má chứ. Má hiểu ý của con mà. Má cũng đã trưởng thành rồi, má đừng có đi theo con hoài mới được chứ, rảnh rỗi má phải tìm cuốn sách tâm linh của má mới được. Còn con thì sao? Nè, cùng qua khôi cảnh sát đó phát triển đến đâu rồi? Con nói má biết nghe, cành qua cảnh sát đó đã ghim nhiều người khác rồi, khỏi phiền con nữa. Không phải chứ, là chuyện hồi nào vậy? Nè, nhưng mà không sao, con có đôi giày kiểu nữ. Gì chứ, con không hiểu mới nói gì á. Nói ra nghe đi con trai. Nói đâu. Đi bà Trinh kìa. Bà Trinh. Sếp Hà. Sao bà bị hư hả?
Phải rồi, thật là phiền phức. Hay tôi chở bà luôn. Tốt quá, cảm ơn sếp nha. Bà lên xe đi. Dạ, được rồi. Má lên xe đi. Ê, là bà không sao chứ? Không sao. Tiên lượng được rồi, cảm ơn. Bà Trinh, đi vũ hội hả? Cũng phải, là sinh nhật của bạn. Cũng may gặp được hai người. Cũng may tìm được viên đá quý đó mới đúng. Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ thiệt. Một người có trí não ở độ 7 tuổi lại gây ra được nhiều chuyện như vậy. Tôi luôn cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy. Chắc chắn đằng sau có người giúp. Con à, đã phá án rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lái xe cẩn thận đi. Con sợ má luôn, không suy nghĩ trước mặt của má nữa. Trước mặt cái gì chứ, sau lưng cũng không được. Ít chết, quên trả điện thoại chảnh rồi. Sếp Hà Lớn. Sao hả? Sao cháu nói Thiên Quang được thả ra vẫn là cháu nghe vậy? Giờ phải xin lỗi bác, cháu chưa có cơ hội để trả lời điện thoại cho ảnh. Không sao đâu, quan trọng là nó không sao được rồi. Ủa, ta, đứa bé đâu? Má nó, ẩm nó bỏ trốn rồi. Nó còn chưa khỏi hẳn mà. Coi như họ cũng may mắn, mẹ con bình an. Mẹ con? Tôi hỏi Lưu Diệu Tổ, đứa bé nằm ở trên giường này mà mẹ con đâu? Tôi còn tưởng ông nói đứa bé trong bụng của Trịnh Bội Dân chứ bà và con gái đều bình an. Còn nói cái gì vậy? Bà ấy có mang mà bà ấy không biết. Là chúng tôi phát hiện kiểm tra cho bà ấy. Chúng tôi chụp hình cho bà ấy rồi, là con gái đó. Sếp Hà Lớn, cháu nghe hết rồi. Trịnh Bội Dân có một đứa con gái, vậy tức là Lưu Diệu Tổ có một đứa em gái. Phải rồi, mà chuyện hoàn toàn khác hẳn. Chết rồi. Bây giờ chị Trung bỏ đi như vậy, một lớn một nhỏ làm sao chị ấy chăm sóc? Không được đâu, cháu phải gọi cho Monisa. Hello. Tôi đây, sếp Hà Lớn vừa nhận được tin mới. Thì ra vào năm 84 Trịnh Bội Dân có mang, nên Lưu Diệu Tổ còn có một đứa em gái nữa. Lát nữa gọi lại cho cô. Chuyện gì vậy? Thì ra Lưu Diệu Tổ còn có một đứa em gái. Sao lại như vậy? Thì có nghĩa là người giúp Lưu Diệu Tổ hoặc ra lệnh cho anh ta làm nhiều việc như vậy rất có thể là em gái của anh ta. Bây giờ suy đoán cũng không phải là cách. Hay là thông báo cho sếp Đỉnh biết để họ điều tra đi. Thật ra vụ án này còn rất nhiều điều khả nghi nên điều tra. Tên tội phạm này làm được nhiều việc như vậy chắc chắn là người giàu có hoặc là người có thế lực. Thật ra đằng sau chuyện này còn có thể du quan con nhiều chuyện khác nữa mà. Tại sao nhất quyết phải du quan con ăn cắp viên đá quý chứ? Bà Trịnh, bà có từng nghe hai tên Lưu Diệu Tổ và Lưu Trung không? Không có. Em gái của anh ta có lẽ năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi tự lượng được rồi, cảm ơn. Má, xuống xe mua chai nước giùm con đi má. Ở đây có mà. Người mấy người muốn tìm là tôi. Tôi chính là em gái của Lưu Diệu Tổ.